chữa đi kiểm tra này. Câu 1. Câu 1. Tăng 10 lần thì lên bao nhiêu? Log của 10 bằng 1. Và đây là 1 thì 1 ben đúng không? Đổi ra decibel là 10 gì? Thì phải là 50 không? Câu 2. Trên dây đàn hồi xuất hiện sóng dừng, kết luận nào đúng? Kết quả gì? Đọc to lên. Ai vừa bảo B? Tất cả các điểm trên dây đều dao động sai. Sóng dừng là sóng có nút và bụng đi. À, có nút và bụng như nào? Cố định trong không gian đúng không? Nút là các điểm gì? Dao động ngược pha, triệt tiêu lẫn nhau. Còn bụng là dao động cùng pha thì tăng cường lẫn nhau đúng không? Được chưa? Chứ không phải là tất cả các điểm trên dây đều dao động. Không kể các nút, tất cả các điểm dao động cùng chu kỳ. Đúng chưa? Câu 3. Số điểm dao động với biên độ cực đại giữa A và B tính như nào? Câu 3 tính như nào? Câu này dễ mà. Ai đọc đáp án? Ai đọc đáp án? Trang Linh. C à? Những người còn lại? M và đường trung trực có hai đường cực tiểu. M và đường trung trực có hai đường cực tiểu thì nó như nào? Thứ nhất là M đang ở trên đường nào đã? M dao động cực đại nhá. Đường cực tiểu thứ nhất này, đường cực tiểu thứ hai này, thì M phải nằm trên cái đường cực đại có K bằng 2 này đúng không? Được chưa? Không cẩn thận bọn em sẽ nhầm là M ở trên đường số 3 vì hai đường mà, thì bọn em sẽ đếm ra đường 3 là sai. Đây là hai đường cực tiểu thì M chỉ nằm trên đường K bằng 2 thôi, đúng không? Thế ta có đây là D2 chia D1 đúng không? 5 bằng K nhân lambda thì suy lambda bằng mấy? 5 chia 2 thì bằng 2,5. Đúng không? Công thức tính số gì? Dao động cực đại là gì? Phải quan tâm là hai nguồn cùng pha thì công thức tính số cực đại là 2 lần AB trên lambda cộng 1 đúng không? Thay số đi em. 11 trên 2,5 làm tròn xuống nhân đôi cộng 1 bằng mấy? 11 trên 2,5 là 4 rồi đúng không? Đi. 11 trên 2,5 mà đúng không? Bằng 4 rồi. 4 x 2 là 8, 8 1 là 9, phải B chứ. Đúng không? Câu này bấm được ngay mà. Những đồng chí nào vừa C mới A đấy. Nhớ nhá, làm tròn xuống rồi nhân đôi cộng 1. 10 chia 2,5 là 4 mà con số 1 lẻ vứt đi. Đúng không? Câu 4. Vận tốc truyền âm từ cái chỗ này tính được lambda không? Ta có delta phi này, 2px trên 3 bằng 2px trên lambda đúng không? Thế thì suy ra ngay lambda bằng 3. Biết lambda bằng 3 này, từ cái chỗ này thì tính được gì? Tính được f không? F bằng mấy? Omega bằng 2pf thì f bằng lấy cái này chia 2pi đúng không? 1/6. Suy ra v bằng lambda bằng v trên f thì v bằng lambda nhân f đúng không? 3 nhân 1/6 là 1/2. 1/2 là 0,5 luôn nhá. Đơn vị gì? Cái này đơn vị gì thì nó đơn vị đấy. Được chưa? Cái này đơn vị gì thì nó đơn vị đấy. Ở đây em có hai đáp án nên em phải để ý đơn vị. Hai đáp án đều 0,5 mà, đúng không? X đo ở mét. Đúng chưa? Thế thì lambda cũng phải đo ở mét. Mà đây đã là mét rồi thì đương nhiên phải là 0,5 mét trên giây. Có hiểu không? Em đừng bị lừa cái chỗ đơn vị này nhá. Centimet này là đơn vị của gì? Của cái ly độ U, chứ không phải là của đơn vị X. X là khoảng cách, đúng chưa? U là dao động như này mà, còn đúng không? Còn X là khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng cơ mà. Hiểu không? Đấy. Cũng giống như ta có khái niệm gì? Vận tốc dao động và vận tốc truyền sóng ấy. Đúng chưa? Vận tốc truyền sóng thì phải tính theo X, còn vận tốc dao động thì mới lấy theo đơn vị của U. Hiểu chưa? Không biết thì phải chú ý lại đi. Có ai chọn C không? Có ai chọn C giơ tay cái. Yên tâm, nhiều người chọn C mà. Cái đấy mọi người làm cẩn thận là bị nhầm ngay mà. Được chưa? Câu 5. Câu 5 sao? Cách AB thì đây chính là D2 chia D1 đúng không? D2 trừ D1 bằng 20. 25 chia 5 bằng 20 mà đúng không? Và em xem nó bằng bao nhiêu lần lambda?
Lấy cái 20 này chia lan chia 8 đúng không? 20 chia 8 mấy? Gì? 2,5 đúng không? Thì chính là bằng 2 cộng 1 phần 2 nhân 8. Viết như này là biết ngay nó như nào rồi đúng không? Cực tiểu đúng không? Mà cực tiểu thì biên độ bằng mấy? Cực tiểu thì biên độ bằng mấy? Bằng không, cực tiểu biên độ bằng A. Hai thằng cực tiểu nó triệt tiêu nhau rồi còn đâu nữa. Đúng không? Ok. Hai thằng này là cực tiểu ngược pha rồi gì? Tiếp này, câu 6. Câu 6 đáp án gì? Chu kỳ âm cơ bản lớn gấp đôi chu kỳ hòa âm thứ hai. Vì sao? F0 này, hòa âm thứ hai là 2F0. Đúng không? Mà tần số thì tỷ lệ nghịch à, chu kỳ tỷ lệ nghịch với tần số. F0 càng lớn thì tần số càng nhỏ đúng không? Thì gấp đôi chưa? D. Ghi công thức vào để mình hiểu. Câu 7. Ai mà cảm thấy không hiểu nhá phải bảo dừng lại luôn nhá. Câu 7 này. Một thằng là 40 decibel, một thằng 60 decibel thì tỷ số cường độ nó như nào? Thằng nào lớn hơn đã? Thằng A đang nhỏ hơn thằng B đúng không? Ta có công thức gì? Nếu là công thức nhá thì ta sẽ có LA trừ LB bằng gì? Nào có nhớ công thức không? 10 lần log của y trên y0 ở đây. Đang LA trừ LB mà mở quyển màu ra. Cái này hôm trước dạy mẹo rồi, lấy 60 trừ 40 ra 2, 2 là 10, mũ 2 là 100 rồi đúng không? Còn nếu ai không biết, mở ra. Đây này. LA trừ LB, anh dơ lên cho nhìn. NA trừ LB này bằng 10 log của RB trên NA tất cả bình này. Đúng chưa? Bằng 10 log của IA trên IB này. Đây là công thức để tính nhé, em tính tự luận nhá, đúng không? LA LB thay vào là 60 cả 40 đúng không? Trừ đi nhau còn 20, 20 chia 10 bằng 2. Log của IA trên IB bằng 2 gọi là gì? 10 mũ 2 100 không? Nhưng em để ý này, đây là 40 trừ 60 thì phải là trừ 20 đúng không? Đúng chưa? Trừ 20 nhá, thì bây giờ ta viết này. Trừ 2 bằng log của IA trên IB. Phải IA trên IB sẽ bằng 1 phần 100 không? 10 mũ trừ 2 là 1 phần 100 còn gì? Đúng không? Chép lại công thức đây nhá. 10 log của IA trên IB. Như vậy là ta có 100, 1 phần 100. Hiểu chưa? Công thức này hôm trước dạy làm bao nhiêu bài rồi còn gì đó, đúng không? Nhưng hôm trước là ta làm nhầm. Phần lớn ta làm nhầm hết đúng không? Ở dưới hiểu chưa? Nào Quân được chưa? Nhìn vào công thức đi, anh bảo mở sẵn các quyển ra anh chỉ công thức nào cho mọi người xem luôn. Tiếp này. Câu 8. Câu 8 như nào? Tại trung điểm thứ nhất, xem hai nguồn này như nào? Cùng pha. Hai nguồn cùng pha mà giao thoa thì tại trung điểm của nó chính là đường cực đại đúng không? Còn nhớ cái hình vẽ không? Lấy lại tạm hình này để vẽ lại nhé. Đây gọi là hai nguồn cùng pha, trung điểm nó là đường cực đại không? Và các đường cực đại khác là các đường hyperbol, còn riêng đường trung điểm, đường cực đại ở giữa ấy, là đường thẳng đúng không? Được chưa? Thế thì đường cực đại thì biên độ phải là bao nhiêu? Biên độ dao động tổng hợp phải là 2A đúng không? Được chưa? Có cần mở lý thuyết đúng không? Lại mở lý thuyết tiếp nhá, cho em tra. Mở phần đây sơ đồ. Được chưa? Thế đường cực đại của nó phải là 2A vì cái phương trình của em đây là 2U0 này, chẳng qua nó gọi biên độ là A thôi. Đúng chưa? Đây này. Cốt này bằng 1 thì ra đường cực đại có phải là biên độ cực đại là 2U0 không? Được chưa? Đừng nhầm với sóng, à đừng nhầm với phần sóng dừng nhá. Sóng dừng bục sóng mới là 4A nhá, đúng không? Hiểu chưa? Vì mỗi một thằng là 2A thì trên dưới 2A, 4A mà. Như vậy phải là đáp án A. Câu 9. Sóng dừng trên dây 40 này. Đầu B cố định trên dây có 4 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng không đổi, đầu B tự do và số bụng không đổi thì dung với tần số. Ai tính được câu này rồi? À. Gì? Để à? Nào những ai tính đọc đáp án mình lên. Một A, một D, một C rồi. Có 3 người thì 3 đáp án rồi. Được hiểu?
Cho lớp B à? Thôi câu này coi như không đáp án đi. Bốn ông bốn đáp án thì tôi cho là không đáp án đi, đỡ phải chữa. Thứ nhất, trường hợp đầu tiên này, đầu A dung là đầu cố định rồi, đầu B cố định thì đây là trường hợp hai đầu cố định đúng không? Tạo công thức L bằng K bằng mấy? 4 bụng 6 thì K bằng 4 đúng không? 4 lần lambda, gọi là lambda 1 đi, trên 2. K lambda trên 2 mà đúng không? Suy ra lambda 1 bằng gì? L trên 2. Suy ra F1 bằng gì? V trên lambda đúng không? Nhìn thấy không? F1 bằng V trên lambda. Đúng chưa? V trên lambda thì suy F1 bằng gì? 2V trên L. Được chưa? Cứ để đấy này nhá. Tiếp tục này. Nếu đầu B, vì sao ta lại tính theo V? Vì ở đây có chữ là vận tốc truyền sóng không đổi. Thế có nghĩa là V không đổi thì thằng này V mà lát nữa tính thằng lambda 2 cũng vẫn là V đúng không? Sau đó em lập cái tỷ số tự cái V triệt tiêu chưa? Đúng không? Đấy. Thế bây giờ ta mới xét tiếp này. Đầu B tự do, số bục vẫn không đổi. Đầu B tự do nhá, chiều dài dây vẫn không đổi đúng không? L bằng K cộng 1 phần 2 lambda trên 2. Vấn đề K này bằng mấy? K bằng mấy? 3. Vẽ hình để bọn em hiểu nhá. Vẽ tạm lên đây nhá. Một bụng này, hai bụng này, ba bụng này, bốn bụng này. Bốn bụng thì có ba bó sóng. Thế thì K ở đây phải bằng 3 đúng không? Được chưa? Ta thay vào luôn này. 3 cộng 1 phần 2 chính là gì? 7 phần 2 nhân lambda trên 2 là 7 phần 4 lambda đúng không? Như vậy là bằng 7 phần 4 lambda. Lambda 2 nhé. Từ đây rút ra lambda 2 bằng gì? 4L trên 7 đúng không? 4L trên 7. Suy ra F2 bằng, F2 lại bằng gì? Lại lấy V trên cái này đúng không? 7V trên 4L đúng không? 7V trên 4L thì đúng không? Bây giờ làm gì tiếp? Bây giờ làm gì tiếp? Tỷ số như nào? Ở đây F1 có rồi này. Bắt đầu ta mới rộng đến đề bài. Vừa rồi đang chứng minh công thức rồi, chưa động đến số má cả đúng không? Có F1 nhá, thay ở đây tính được V chưa? Biết V rồi thay đây tính được F2 chưa? Hoặc em lập tỷ số. Có hiểu không? Tự viết nốt nhá. Anh viết chỗ này sợ là díu ấy. Thôi tự viết nốt được chưa? Lấy V thay đây ra F1 nhẩm luôn này. 40. Thế phải V sẽ bằng gì? 20L. V bằng 20L mà chia 4L 5L 7535 không? C luôn chưa? Hiểu không? Đáp án C. Ở dưới hiểu chưa? Chép vào đi. Hết chỗ rồi nên anh không viết nữa. Đây là anh chứng minh công thức đi nhá. K là bụng sóng, cái bụng sóng nguyên của nó này. Đây là bụng sóng dở. Đúng không? Hoặc em có thể hiểu luôn K là bó sóng đi, nó dễ. Vì bụng sóng nguyên chứ là bó sóng mà. Ở dưới hiểu chưa? Nhìn căng thẳng thế. Em chép xong chưa đã? Chép xong đi anh giảng lại cũng được, nhưng chép xong đi, không để lúc giảng thì bọn em lại ngồi chép. Nào chép xong hết chưa? Nói lại nhá. Thứ nhất, đầu A dung, đầu dung thì luôn luôn là đầu cố định. Như vậy ta chỉ quan tâm trường hợp đầu B thôi. Đầu B cố định thì đây là trường hợp sóng dừng với hai đầu cố định thì L bằng K lambda trên 2. Mà ở đây nó cho bốn bụng sóng. Ví dụ cái này này, nếu ta vẽ tiếp ra đây thì nó ra đây đúng không? Thì có phải 1, 2, 3, 4 thì càng 4 không? Như vậy ta có là L bằng 4 lần lambda 1 trên 2. Từ đây rút được lambda 1 sẽ bằng L trên 2. Mà F thì bằng V trên lambda. Thế thì F1 bằng V trên lambda 1. Thay số vào ta được là 2V trên L đúng không? Trường 2, đầu B tự do. Thì công thức là L bằng K cộng 1 phần 2 lambda trên 2. Vì vẫn là cái dây AB nên L là không đổi. Đúng chưa? Thế ta chỉ cần gì? Thay K và lambda 2 vào thì ta ra được 7 phần 4 lambda 2 chưa? Cái 7 phần 4 anh vừa giải thích như lại rồi gì đúng không? 3 cộng 1 phần 2 mà. Được chưa?
Từ đây tìm được F2 sẽ bằng 7V trên 4L đúng không? Đề cho F1 bằng 40, thay vào đây tính được V bằng 40 nhân L chia 2 là 20L. Lấy V thay vào đây. Vì sao? Ở đây đề cho là vận tốc không đổi thì V này với V này là như nhau. 20N chia 4N bằng 5, 7 nhân 5 35, chọn đáp án C. Được chưa? Tiếp, câu 10. Đáp án gì? Đây là nguồn kết hợp đúng không? Cùng tần số, cùng phương và có độ lệch pha không đổi. B. Câu 11. Có ai không tính ra được những câu như này không? Vì câu này nó dễ, nó cho chiều dài rồi. À, lan đa hàng mấy? 75 trên 12 hàng mấy? Bao nhiêu? 0,16 à? 16cm nhá. Biết L rồi đúng không? Bây giờ xem nó là đầu cố định hay là đầu tự do. Ta cứ lấy cái 44 này. L bằng mà. Lấy 44 chia lambda. Dù là đầu gì chắc nữa thì công thức của mình sẽ là L bằng K lambda hoặc K cộng 1 phần 2 lambda đúng không? Anh cứ lấy L chia lambda đã. Nó chẵn hay nó nguyên thì là gì? Hai đầu cố định. Còn nó lẻ 0,5 thì chắc chắn một đầu cố định, một đầu tự do đúng không? Lẻ bao nhiêu cũng được, cứ biết là lẻ. 44 chia 16 ra bao nhiêu? Chắc chắn lẻ rồi, gì nữa. Lẻ là mấy? Đọc cái số 5,5 á? Đúng 5,5 luôn à? 2,75. Thế ta chỉ biết 2,75 là đầu tự do và đầu cố định đúng không? Thế thì chỉ có thể là gì? B hoặc C thôi. Đúng không? Thế bây giờ Mấy bụng? 6 bụng hay là 5 lút? Ờ, nó hỏi đều 6 bụng hay 5 lút cơ. Hai câu hỏi là khác nhau nhá. Một thằng hỏi bụng, một thằng hỏi lút nhá. Đối với trường hợp mà một đầu lút và đầu bụng thì số lút cả số bụng như nào đây? Bằng nhau. Đúng không? Số lút cả số bụng bằng nhau. Thế ta vừa tính ra được 5,75 đúng không? Thì phải là 6 bụng. Bao nhiêu? 2,75 á? À ừ đúng rồi, quên. Lambda trên 2. Thì ta vẫn là gì? 6 bụng không? 5,5 thì vẫn là 6 bụng mà. Và nó lẻ 0,5 còn gì. Được chưa? Nhớ nhá. Sang trang nhá. Mới được có 11 câu rồi. 40 câu đúng không? Câu 12. Con này như hôm trước làm rồi. Trừ 8 với 12 là còn gì? 4. 4 là 40 decibel đúng không? Có ai không biết thì viết công thức là L bằng 10 log của y trên y không đúng không? Cái trừ 8 với trừ 12 này còn là 10 mũ trừ 4, đưa trừ 4 ra ngoài thôi. À còn 10 mũ 4 đưa 4 ra ngoài là 40 nhá. D này. Câu 13. Điều kiện xảy ra hiện tượng sóng dừng một đầu tự do. Một đầu tự do là gì? Chiều dài dây như nào? Công thức của mình là gì đây? L bằng K cộng 1 phần 2 lambda trên 2 mà. Chắc chắn là lửa bước sóng. Chắc chắn có lửa bước sóng đúng không? Như vậy là nguyên lần bước sóng là sai này. Vì K 1 phần 2 là gì? Bán nguyên lần lửa bước sóng đúng không? C. Câu 14. Câu 14 mọi người mở cái hình vô đây đi. Hướng dẫn thử xem làm không hay anh chữa luôn đây. Vì nỗi vừa hướng dẫn mọi người ba câu khó rồi thì lý thuyết đi. Bây mở ra tự làm hay chữa luôn nào. Ta có hình vẽ như này nhá. Ở đây điểm B. Đây điểm A. Đúng chưa? Khoảng cách AB là 8 thì mỗi thằng này là 4 đúng không? Ta gọi thằng này là X và thằng này là D. Đúng chưa? Người đang bắt gì? Điểm M thuộc đường trung trực sao cho có đoạn M cách AB một khoảng ngắn nhất, chính là đi tìm X min đúng không? Ta phải đi tìm X min. Đúng chưa? Có nhìn được không? Thấy đi tìm X min mà đúng không? Mà X thì bằng gì? X bằng căn của D bình trừ đi 4 bình. Đúng không? Mà X min khi nào? 4 này hằng số, x min khi d min đúng không? D phải min. Mà d min thì bằng gì? Vì điểm M như nào đây? Em phải nhìn điểm M nằm trên đường trung trực mà hai nguồn này lại là cùng pha. Thế thì nằm trên đường trung trực thì nó phải là cực đại không? D phải bằng gì? K lambda đúng không? Mà d min khi k bằng mấy?
càng 1. Đúng không? Đây nhá. K nhân lambda và ta có K bằng 1. Lambda bằng mấy nhỉ? Tính lambda này, lambda bằng gì? V F bằng bao nhiêu đây? F bằng 20. V bằng 100 đúng không? Lambda bằng 5 đúng không? Đúng chưa? Lấy 5 bình trừ 4 bình thì chẳng ra 3. Có hiểu không? Chép vào đi. Một gật cú cái gì? Hiểu cái lập luận chưa? Người ta có thể hỏi cái x lớn nhất được không? Có thể hỏi x lớn nhất được không? Hỏi làm sao được? X làm sao biết lớn nhất là bao nhiêu? Vì nó có thể cao vút lên tích từ trên này sao? Đúng không? Nằm trên đường trung trực này thì chỉ có thể hỏi ngắn nhất thôi. Ngắn nhất ứng với K bằng 1, chứ còn K càng lớn thì cái này càng lớn đúng không? Mà K thì vô tận. K nguyên mà, đúng không? Như vậy, bài toán này chỉ hỏi là gì? D min, x min. Chứ hỏi thì hỏi mắc được. Kiểu nào chả được. Nhưng mà cái cách này nó dễ hơn, em vẽ mỗi hình ra em nhìn cái tam giác vuông Pythagore phát xong luôn đúng không? Cũng được. M cùng pha với A chính là D bằng K lambda đây còn gì em? Mà anh lấy K bằng 1 đây rồi. Nhưng mà có là mọi người làm cái hình vẽ này sẽ dễ hơn. Bây giờ mọi người nhìn lại trong cái tờ lý thuyết đi. Nhìn lại tờ lý thuyết trang 34. Nhìn lại xem. Cả cái mục A, mục B trông nó lằng ngoằng không? Lại động đến cả phương trình cái thứ đúng không? Em nhìn vào mà xem. Có khi đọc còn đang chẳng hiểu gì cơ. Hiểu chưa? Cứ đọc đi mọi người, đọc để so sánh sẽ biết. Đấy, để tính cái min thì phải có mục A này, xong mới ra mục B để gần nhất thì ta có phương trình gì ấy, 2U không cốt omega t trừ K min 2 pi vân vân này. Nào dưới hiểu chưa? Nhá. Nhưng mà vẫn lên về đọc nhá. Vẫn nên về đọc để mình biết bản chất nó như nào. Còn đây là cách làm rất là nhanh, vẽ mỗi hình ra tam giác vuông Pythagore. Cũng giống như cái bài 34, cái bài lúc nãy cả bài 40 ấy, cũng hướng dẫn bằng tam giác vuông ấy, xong giải hệ phương trình bậc nhất cơ mà. Hiểu chưa? Đấy. Bây giờ mà bảo không giải được hệ bậc nhất thì thôi còn gì nữa. Câu 15. Cho công suất. Cho gì? Cho khoảng cách. Công thức tính cường độ âm là gì? Y bằng P trên 4 pi R bình. Lưu ý công thức này nha, đã chú ý một lần rồi này. Nếu là vệ tinh chiếu xuống trái đất thì không có chuyện 4 pi R bình đâu nhá, mà nó chỉ là pi R bình thôi đúng không? Nó là hình tròn. Còn đây là một điểm trong môi trường truyền âm thì nó mới là mặt cầu đúng không? Thay số vào ra bao nhiêu? Này tự thay đi, không thay đâu. Ra bao nhiêu? D gì? 0,8. Câu 16. Trên dây đàn hồi xuất hiện sóng dừng không kể các nút sóng, kết luận nào sau đây sai? Câu 16 kết luận nào sai? Dao động cùng phương. Sóng dừng cũng là giao toa sóng, mà giao toa sóng phải thỏa mãn sóng kết hợp, mà sóng kết hợp phải cùng phương, cùng tần số, có độ lệch pha không đổi đúng không? BD đúng rồi. Đương nhiên phải cùng dao động rồi. Thế chỉ còn mỗi C. Làm sao mà cùng biên độ được? Bởi vì sao? Ta có hình ảnh một bó sóng như này. Thế các cái điểm trên này có cùng biên độ bao giờ đâu? Đúng không? Nó có cái điểm cực đại và điểm cực tiểu gì? Làm sao cùng biên độ được? Câu 17. Câu 17. Câu này là một câu khó, ai tính được? C à? Tính như nào? Mấy người ra C? C đúng rồi, mấy người ra C? Tốt, Quang Linh à? Cứng đấy. Ai nữa? Thôi em khoanh bừa lắm. Đâu rồi mấy đồng chí trên này? Khang A1. Giao. Làm như nào? Ở vuông pha làm như nào? Sao biết 45? Xong gì nữa? Đúng rồi. Chính xác. Em vẽ hình em sẽ thấy luôn này. Nó phải là mình sẽ tính ra được hai cái góc ở dưới. Đây là dương 2 nhá. Đây là âm 2 nhá. Cái này 90 độ mà đang đối xứng nhau đúng không? Thế gọi là mỗi góc này 45 độ thì bản chất góc dưới này cũng là 45 độ không? Đúng chưa? Mà góc này 45 độ phải ta có cốt 45 độ thì bằng 2 trên A chính là trên U đúng không?
2 trên U0. Từ đây suy ra U0 bằng 2 căn 2 chưa? Có thế thôi. Đúng không? Nó đơn giản, vẽ hình phát ra nhìn thấy. Nhưng mà trường hợp này tổng quát, ta có thể mở rộng tổng quát là gì? Có thể không cần cho 2 cái trừ 2, có thể cho 2, cho 2 căn 3, cho âm 2 căn 3. Thì ta sẽ vẽ được cái góc bao nhiêu độ đúng không? Xong dùng lượng giác để tính. Đây là cho 90 độ mà lại đối xứng nhau 2 trừ 2 đúng không? Rất dễ. Còn 45 độ tính phát ra ngay đúng không? Nhưng nếu người ta cho nhá, mọi người hiểu chưa đã, để còn mở rộng thêm. Hiểu cái này chưa đã? Ông tự nghe mở rộng thêm còn chưa hiểu. Nếu đây là 2 căn 3, đây vẫn âm 2, thì cái góc này không còn 90 độ nữa đúng không? Thế thì em vẫn phải tính góc thứ hai này, xong bắt đầu giải lượng giác để ra cái A. Hiểu không? Nhớ nhá. Nào có chép thì chép đi. Được chưa, Quý Tú? Câu 18. 18. Đáp án gì? Tính như nào ra? Ai ra giơ tay? 1, 2. Quang Linh không ra được à? Thế mấy ba đồng chí có hồi này sao ngồi im thế? Tính như nào ra? Ok. Thứ nhất, nếu hai đầu nút thì số nút lớn số bụng một đơn vị. 5 ngón tay thì có 4 khe đúng không? 5 nút thì 4 bụng, chính là 4 bó sóng. Đúng không? Số nút cả số bụng bằng nhau khi nó là gì? Một đầu nút một đầu hở. Mình vừa làm cái bài trang trước ấy, đúng không? Thế thì ở đây ta có gì? Càng mấy? Càng bằng 6. Sao 6 mà không phải là 7? Trừ đi 1. Tại sao phải trừ đi 1? Thì cao là số bó sóng. Ok. Hiểu chưa? Mới thế thôi. Ta luôn luôn có một cái bụng hở mà. Ta có một cái bụng hở. Mà một bụng hở đấy thì không phải là một bó sóng hoàn chỉnh. Ở dưới hiểu chưa? Hết bài rồi. Em có ca rồi, em cứ thế úp công thức của tôi vì cho chiều dài rồi này. Đúng không? L bằng K cộng 1 phần 2 lambda trên 2 mà. Thay K vào, tính được lambda, biết F rồi, tính được V. Tự tính đi rồi đọc đáp số lên. Vì có 2-3 người tính ra 9 thôi. Chép vào đi, đồng chí Nghi có đúng không? Không đi chép vào đi. Chép xong rồi tính chưa? Tính ra 9 không? Nào dưới được chưa? Chuyển tiếp nhá. Chú Huy các thứ, Huy cả Hiếu các thứ hiểu chưa? Chuyển luôn nhá. Câu 19 cũng là một câu dễ. À, câu 19A đã thấy sai rồi. 1 mét cả 10 mét là gấp nhau 10 lần rồi đúng không? Gấp nhau 10 lần nhưng mà ta phải gì? Bình phương lên là 100. Xong lốc của 100 bằng 2 đúng không? Càng ra xa âm càng giảm. Mà giảm 2 ben chính là 90 trừ 20 bằng 70. Còn nếu ai muốn làm tự luận thì lại áp dụng công thức này. NA trừ NB nhá. Bằng 10 lốc của RB trên RA tất cả bình. Đây là công thức để tính tự luận nhá. Được chưa? Còn đâu cái bài này hôm trước ta dạy nhau làm miệng rồi đúng không? Thế mà tính ra càng ra xa càng giảm, giảm lũy thừa bình phương. Thế 10 bình ý, đúng chưa? Trong không khí nó im lìm quá mất. 20. Sóng truyền trong môi trường rắn luôn là sóng ngang. Tại sao sai? Đúng rồi đấy, mà tại sao sai? Tại sao sai? Đâu trả lời to và nhiều người ban người... Sóng dọc truyền trong cả ba môi trường rắn lỏng khí đúng không? Còn sóng ngang truyền trong rắn và trên bề mặt chất lỏng. Như vậy truyền trong ngang thì có thể là rắn hoặc dọc, à có thể là gì? Ngang hoặc dọc đúng không? Truyền trong lặng rắn ấy, môi trường rắn ấy. Đúng chưa? Anh bị đọc ngược mà. Ok chưa? Câu C sai. 21. Tính như nào? 21 tính như nào? Con này dễ mà. Quý Tú đi. Không, không phải hỏi đâu. Ông ngồi nói chuyện thôi đi. Thái. Con 21 tính như nào? Tính như nào? Người ta hỏi cách tính. Nó có thể tính sai, em đừng quan tâm. Có thể tính sai không sao cả, nhưng phải lêu cách tính của mình lên để biết sai ở đâu. Sai em ra đi.
Tiến, con 21 tính như nào? Bên cạnh Tiến tên gì anh quên mất rồi. Tên gì em đã? Tùng à? Tính như nào? Con này cực dễ mà. Lan đàng bao nhiêu? Lan đàng mấy? Lan đàng 5 à? Anh đang hỏi lan đàng mấy? Lan đa bằng gì? V trên F đúng không? Sao em không đổi luôn cm đi, 3cm thôi nhanh. Vì cái này là 10cm mà đúng không? Để không phải không 3m làm gì. Xong tính gì đó, công thức gì nào? Ông nào đập đấy. Công thức gì em đọc lên. Ôi, 2 lần AB trên lambda cộng 1 ngoặc vuông này làm tròn xuống. Nào các đồng chí lại mở tờ công thức ra. Đây này, bài giao toa sóng. Nhìn thấy chưa? Đây này, cái công thức này. 2 lần AB trên lambda cộng 1 này. Được chưa? 10 trên 3 thì bằng 3 rồi. 3 x 2 cộng 1, 7. Ta bảo câu này cực dễ mà hỏi mấy đồng chí kém kém hơn để cho nghĩ. Được chưa? Nhớ nhá, Dũng nhá, đây là làm tròn xuống nhá, ngoặc vuông nhá. Được chưa? Câu 22. 22. Ai làm được? Đọc ra số. B à? Tính như nào B? Tính như nào B? Thứ nhất, đầu cố định, đầu tự do thì L bằng K cộng 1 phần 2 nhân với lambda trên 2. Đúng không? Đúng chưa? Người ta bảo là gì? Trường hợp bé nhất thì đương nhiên K bằng 0 rồi. Mà tăng tối thiểu bao nhiêu thì chắc chắn trường hợp còn lại phải là K bằng 1 đúng không? Đúng chưa? Thế K bằng 0 thì đây là 1 phần 2, K bằng 1 đây là mấy? 3 phần 2. 1 phần 2 cả 3 phần 2 gấp nhau mấy lần? 3 lần. Nó tỷ lệ 1:1 mà. Có đúng không? Hay là tính chính xác nhá. Nếu thích thì tính chính xác này. L bằng lambda trên 4. Suy ra lambda bằng 4L. Suy ra F1 bằng gì? V trên lambda đúng không? V trên 4L. Trường hợp này suy ra L bằng 3 phần 2 là 3 lambda trên 4. Để tính chính xác đấy, suy ra lambda bằng 4L trên 3. Suy ra F2 bằng V 3V trên 4L. Đúng không? Lấy F2 trên F1 thì biết ngay là 4L chỉ tiêu, V 4L chỉ tiêu còn 3 chưa? Đây, quên mất không gì. Thế quả tỷ lệ ra 3. Nhưng mà thấy mất thì giờ không? Biết một đống chẳng đem gì cả. Mặc dù ta biết luôn nó tỷ lệ 1:1 luôn rồi đúng không? Đây là cách trình bày tự luận đấy. Xong lập tỷ số. Nhưng mà rõ ràng là lambda với V với F là tỷ lệ 1:1 hết, không phải bình phương. Thế rõ ràng là 0 với 1 thay ở đây là 1 phần 2 của 3 phần 2 gấp nhau 3 lần chưa? Nhanh hơn là mình phải biết này. Nhưng mà nếu nó